Xin chào tất cả các bạn. Không biết là có bạn nào cùng với chị lên xem phần phát trực tiếp này không? Hôm nay là một buổi phát trực tiếp bất ngờ và chị không thông báo trước. Tuy nhiên thì chị nghĩ rằng với nội dung phát trực tiếp ngày hôm nay sẽ rất cần thiết, không chỉ với các bạn lớp 9 mà còn đối với cả các bạn lớp dưới như là lớp 8, lớp 7 và thậm chí cả lớp 6 nữa. Cho nên là các em ơi hãy nhanh chóng vào học cùng với chị nhé. Ok không? Ừ, xin chào các em, xin chào các bạn như ở tiêu đề chị ghi ở đây rồi đó chính là chị thấy rằng phần kiến thức về biện pháp tu từ Dù đã phát trực tiếp cùng với các bạn rồi Tuy nhiên vẫn còn rất nhiều bạn băn khoăn Cả về cách làm này, cách ghi nhớ những tác dụng của biện pháp tu từ Làm thế nào để chúng ta xác định được đúng, chính xác các biện pháp tu từ Đúng không? Cho nên là ngày hôm nay chị lại bất ngờ cùng với các bạn trong phần phát trực tiếp này Chúng ta sẽ ôn lại về biện pháp tu từ Về cách làm này, về cách chúng ta trình bày bài khi mà chúng ta kiểm tra và sẽ ở cuối phần phát trực tiếp này sẽ bật mí với các các bạn một bài thơ nho nhỏ được không? Coi như là một bài vè đi, gọi là bài ca tu từ, một bài vè đáng yêu một chút xíu sẽ giúp cho các bạn ghi nhớ dễ hơn qua những vần thơ về các biện pháp tu từ này các em nhé. Ừ, ok. Xin chào các em, xin chào Khánh Linh, xin chào các bạn. Ôi chị rất là mừng luôn ý, bởi vì Phát bất ngờ nhưng mà có rất nhiều bạn đã bắt đầu vào xem cùng với chị rồi này nhớ nhá khi mà thấy chị phát trực tiếp thì hãy nhanh chóng lấy sổ lấy bút ra ghi nhớ luôn có những bí kíp gì chúng ta hãy ghi lại luôn để chúng ta dễ nhớ hơn và không phải mất công tìm lại nhiều nhá đúng không chị đã bắt gặp có những bạn có các anh chị cấp ba ấy rất là chăm xem phần phát trực tiếp của chị Hiên thì xong rồi có cả một cuốn sổ bí kíp luôn đó cho nên là hoàn toàn các em cũng có thể tự có cho mình những cuốn sổ bí kíp đó của riêng các em tự các em ghi lại những gì mà chị chia sẻ hữu ích với các bạn và ghi lại bằng cách hiểu của các em ok không ừ đó được không nào nhá rồi ok nhanh chóng nhanh chóng giúp chị chia sẻ phần phát trực tiếp này nhá có một bộ tài liệu về biện pháp tu từ đang chờ các bạn chỉ cần các em chia sẻ và học thật chăm chỉ cùng với chị ở trong phần phát trực tiếp này đồng ý với chị không ừ ok rồi về biện pháp tu từ thì có lẽ chị không cần phải nói nhiều Đây là một từ khóa mà đã rất quen thuộc với các bạn rồi, đúng không? Biện pháp tu từ đến với chúng ta là những biện pháp như là so sánh này, nhân hóa này, ẩn dụ, hoán dụ Rồi điệp từ, điệp ngữ, câu hỏi tu từ, nói giảm, nói tránh, nói quá, rồi chơi chữ vân vân Rất rất nhiều, đúng không? Đó, nhưng mà đối với mỗi đề bài cụ thể thì bây giờ chúng ta phải làm cách nào? Có những cái bước là làm ra sao Thật là cụ thể, thật là dễ hiểu Và dễ nhớ để giúp cho các bạn Chinh phục được những câu hỏi liên quan đến biện pháp tu từ Các em nhé Và các em ơi, hãy lưu ý giúp chị Đó là những phần kiến thức này Không phải là chỉ các bạn chỉ dùng ở chương trình cấp 2 đâu Mà lên cấp 3 và thậm chí là trong bài thi đại học Thì chúng ta vẫn cần phải sử dụng nữa đó, cho nên là để các em biết được là phần kiến thức này rất là quan trọng Nó cơ bản thôi, nhưng nó rất quan trọng Đồng ý với chị không? Ok chưa? Ừ uhm. Rồi, bây giờ nhá, hãy cùng với chị lượt qua về bốn bước đơn giản để chúng ta có được một bài làm về biện pháp tu từ hiệu quả và đạt điểm cao nhá. Bước thứ nhất, nào cùng với chị bước thứ nhất. Chị có ở đây là bốn bước. Bước thứ nhất tất nhiên rồi, hãy giúp chị. Cái này không được chủ quan nhá, đó là các em phải đọc kỹ đề, không biết các bạn có nhìn rõ không này chúng ta phải đọc kỹ đề và nếu có thể thì các em hãy gạch chân những cái từ ngữ quan trọng để xác định được yêu cầu của đề bài nhé đặc biệt ở trong đề bài sẽ giúp chúng ta định hướng được cái hình thức mà bài làm chúng ta phải làm đó là đoạn văn hay là bài văn đúng không để xác định được là chúng ta phải viết bài văn hay là đoạn văn nếu mà là đoạn văn thì giới hạn trong khoảng bao nhiêu dòng hay là bao nhiêu câu đúng không hay là bao nhiêu chữ vân vân đấy thì việc đọc kỹ đề này sẽ giúp chúng ta ước lượng trước. Thường thì khi mà có trong đề bài có yêu cầu về dung lượng của đoạn văn đó hoặc bài văn đó thì chị sẽ xác định trước để ước lượng là mình chỉ được viết trong cái khoảng từng này giấy chẳng hạn. Ví dụ như là một đoạn văn 200 chữ thì chị tính nôm na đó là nếu như mà viết chữ to lắm ấy thì mỗi dòng là mỗi dòng là 10 chữ đúng không? Thì 200 chữ sẽ là 20 dòng. Đấy chị có thể đếm trước xem là 20 dòng chấm một chấm nhỏ xíu thôi hoặc là dùng bút chỉ hoặc là dùng móng tay gạch trước ở đấy để chúng ta biết được là chúng ta chỉ nên viết đến đây thôi mà viết gần đến đấy rồi mà vẫn chưa kết thúc được thì nhanh chóng nhanh chóng kết thúc vấn đề đi để chúng ta đảm bảo về mặt dung lượng. Các em đồng ý với chị không? Ok không nào? Nhá. Đó là vấn đề tại sao chúng ta phải đọc kỹ đề. Tại sao chúng ta phải đọc kỹ đề? Ok chưa? Nhá. Các bạn đồng ý với chị về bước 1 như vậy nhá. Rồi ok. Trong bước 1 này ấy, thì việc đọc kỹ đề như vậy sẽ giúp cho các em vừa xác định được yêu cầu chính của bài văn này, vừa xác định được cái và trong bước này nhá, khi mở trong đề bài sẽ trích ra cho chúng ta cái ngữ liệu chúng ta cần phải xác định và nêu tác dụng của biện pháp tu từ đúng không? Hoặc là nó sẽ xuất hiện dưới dạng những cái câu hỏi đọc hiểu. Ví dụ như là trích ra cho chúng ta một đoạn thơ ở trong bài thơ bài thơ về tiểu đội xe không kính đi. Đó, sau đó thì có câu một là hỏi là đoạn thơ này thì được trích trong tác phẩm nào, tác giả là ai, rồi câu 2, vân vân cho đến câu cuối thì sẽ là viết một đoạn văn, à, viết một đoạn văn khoảng 12 đến 15 câu à, xác định và nêu tác dụng của các biện pháp tu từ được sử dụng trong đoạn thơ trên chẳng hạn đó. Ok chưa? Cho nên là ngay trong bước 1 này khi mà các em xác định được yêu cầu của bài văn rồi thì các em làm thêm một cái thao tác nữa giúp chị, đó chính là đọc kỹ đoạn ngữ liệu và xác định nội dung chính của đoạn ngữ liệu này. Để chúng ta dễ dàng viết cho cái phần mở đoạn hoặc là mở bài hơn. Đồng ý với chị không nhá? Ừ, đó, để chúng ta dễ dàng viết ở trong phần mở đoạn hoặc là mở bài Rồi, ok Ví dụ như là đoạn thơ cuối Ở trong bài thơ, bài thơ về tiểu đội xe không kính Thì viết về hình ảnh nào Và ca ngợi điều gì Đấy, các em phải nắm được Hoặc là trích trong bài thơ đồng chí đi Thì những câu thơ đó thì nói về đối tượng gì Ý nghĩa ra sao Thì các em phải nắm được cái nội dung chính nhất Ở trong cái bước 1 này nhá Sau đó, các em sang bước 2 nào bước hai thì chúng ta làm gì đây bước hai là chúng ta bắt đầu đi vào đúng cái yêu cầu của đề rồi đây đầu tiên là các em phải xác định được biện pháp tu từ ok chưa xác định được biện pháp tu từ ở đây cụ thể sẽ như sau xác định là gì có hai bước chính thứ nhất là em phải gọi tên được gọi tên đúng được cái biện pháp tu từ đó người ta yêu cầu chúng ta xác định và nêu tác dụng mà cho nên là cái yêu cầu tối thiểu là phải gọi tên được đó là biện pháp tu từ gì đó là nhân hóa đó là so sánh hay đó là ẩn dụ hay là hoán dụ thì cái đầu tiên các em phải gọi tên được thứ hai gọi tên được và phải chỉ ra được cái từ ngữ thể hiện biện pháp này nghĩa là tại sao em xác định được đây là biện pháp uh, tu từ so sánh chẳng hạn đấy hay là tại sao xác định được đây là biện pháp tu từ hoán dụ Hay đây cũng chính là xác định được cái dấu hiệu Của biện pháp tu từ Hiểu với chị không? Ví dụ nhá, đó là ở trong đoạn thơ cuối của bài thơ đồng chí đi Là ở không có kính rồi xe không có đèn Không có mui xe, thùng xe có xước Đấy thì chúng ta xác định được là À, ở đây có điệp từ không có đúng không? Đúng không? Đấy, điệp từ không có hoặc điệp từ không đấy thì các em phải xác định được đây là điệp từ và điệp từ này thể hiện qua việc lặp lại, lặp đi lặp lại ba lần từ không. Điều đơn giản như vậy thôi, nhưng qua cái việc xác định rõ ràng như vậy thì sẽ giúp cho bài làm của em rất là mạch lạc, viết đến đâu ăn điểm đến đấy. Đồng ý với chị chưa? Đó nhá, đó là trong cái bước nhỏ phần nhỏ trong bước 2, cái phần đầu tiên thứ nhất là phải gọi tên để cho chị đúng cái biện pháp tu từ đó là biện pháp gì và từ ngữ thể hiện biện pháp đó nếu như là biện pháp so sánh thì chúng ta thấy dễ dàng qua từ như đúng không thì các em chỉ rõ cho chị đó là so sánh cái gì như cái gì được chưa nhá còn nếu như là, là biện pháp ẩn dụ thì biện pháp ẩn dụ đó thể hiện qua hình ảnh nào hình ảnh đó ẩn dụ cho cái gì được chưa Tất cả những điều đấy các em phải nêu thật là rõ ràng ra giúp chị Chứ chúng ta không nêu mơ hồ Chứ không chúng ta không nêu những cái điều trừu tượng Thậm chí các em viết ra các em không hiểu là gì Thì như thế rất là nguy hiểm Và tất nhiên rồi các em viết ra mà không hiểu Thì thấy cô chấm bài cũng không thể hiểu được Ơi sao vậy Ừ <laughs> Ô thế à Chị nói nhầm sao ý chị là vừa rồi chị muốn nói là trong bài thơ trong đoạn thơ cuối ở trong bài thơ bài thơ về tiểu đội xe không kính của phạm tiến duật ok chưa ô chị nói nhầm mà chị không 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 biết luôn đấy ừ, rất là cảm ơn các bạn đã chỉ ra giúp chị nhá <laughs> rồi rất là cảm ơn các em đó ở trong cái đoạn thơ cuối của bài thơ bài thơ về tiểu đội xe không kính thì có cái điệp từ không như vậy thể hiện qua việc lặp đi lặp lại ba lần cái từ này được chưa ok chưa sau đó đây, đến cái bước mà các bạn rất rất nhiều bạn đang băn khoăn đây Làm thế nào để em có được cái cách nêu tác dụng Hay gọi là phân tích tác dụng của biện pháp tu từ Biện pháp tu từ chỉ viết tắt nhá Ok chưa? Để nêu được tác dụng Thứ nhất, các em có thể dùng những cái từ khóa Tương ứng Dùng từ khóa tương ứng với mỗi biện pháp Hiểu ý chị không? Chị đã nói rất nhiều lần với các bạn và chia sẻ với các bạn về cái bảng biện pháp tu từ rồi Ở đó có tên của biện pháp này, ở đó có từ khóa về tác dụng tương ứng với từng biện pháp Ví dụ như là biện pháp so sánh đi, được không? Biện pháp so sánh thì tác dụng của nó là làm cho sự vật cụ thể, à sự vật sự việc trở nên cụ thể hơn, sinh động hơn Rồi biện pháp ẩn dụ và hoán dụ thì chức năng của nó, cái từ khóa nó sẽ giống nhau đó chính là làm cho câu thơ mang tính hàm xúc hơn OK chưa? Như hàm xúc cụ thể như thế nào thì chúng ta phải dựa vào từng cái ngữ cảnh cụ thể, từng cái cái ngữ liệu cụ thể thì chúng ta mới phân tích được. Thì bước đầu tiên các em có thể sử dụng từ khóa để chúng ta ăn được những cái con điểm đầu tiên, đạt được những cái phần điểm đầu tiên. Sau đó nhá, đây bước này là không thể thiếu được. Nếu em chỉ dùng từ khóa thôi, rất nhiều bạn là nêu tác dụng của biện pháp tu từ bằng cách là chỉ nêu qua loa. Chị lấy ví dụ luôn xem các bạn có gặp cái trường hợp này không nhá. Ví dụ như là uh, ở trong câu Đâu nhỉ có câu thơ nào đây Ok ở đây chị có câu thơ đó là sấm cũng bớt bất ngờ trên hàng cây đứng tuổi đây là hai câu thơ trích trong bài thơ Sang Thu của nhà thơ Hữu Thỉnh và chúng ta xác định được ở đây sấm cũng bớt bất ngờ trên hàng cây đứng tuổi thì ở đây là biện pháp nhân hóa đúng không biện pháp nhân hóa khi mà nhân hóa hàng cây giống như con người có cái trạng thái là bất ngờ rồi là có tuổi tác nữa thì nhiều bạn sẽ chỉ ra là à trong câu thơ này tác giả hữu thỉnh đã sử dụng biện pháp nhân hóa khiến cho sự vật trở nên gần gũi và sinh động hơn như vậy là các em chỉ xác định được chỉ mới gọi tên là biện pháp nhân hóa chứ hoàn toàn đặt nó xa rời với cả ngữ liệu của chúng ta đang phân tích Chúng ta phải chỉ ra được là nhân hóa cái gì, như cái gì và tác dụng của nó là làm cho cái gì trở nên sinh sinh động và gần gũi hơn, làm cho hình ảnh hàng cây giống như là một uh, thực thể có gì nhỉ, giống như là con người có tuổi tác, có những cái trạng thái khác nhau. Từ đó thì thể hiện cái mục đích gì của tác giả. Thì như vậy mới là chúng ta đang phân tích tác dụng của biện pháp tu từ trong những câu thơ, trong những đoạn thơ cụ thể. Được không? nhá, ghi nhớ giúp chị cho nên phần này các em phải đặc biệt ghi nhớ cho chị, đó chính là khi mà chúng ta nêu tác dụng thì không được chỉ sử dụng từ khóa mà chúng ta còn phải bám sát vào ngữ liệu nhá. Nếu nói như vậy mà các em vẫn cảm thấy mơ hồ đi thì ở đây có một cái biện pháp nhỏ để các bạn có thể sử dụng đó chính là các em có thể sử dụng cách là tự đặt ra cho mình những cái câu hỏi và tự trả lời. Trả lời những câu hỏi ok chưa nhá trả lời những câu hỏi thứ nhất này các em có thể tự đặt ra câu hỏi và sau đó trả lời đó là à tác giả sử dụng biện pháp này để làm gì ok chưa nhưng mà trước đó nhá thì phải trả lời được cho chị câu hỏi trên bước này này đó là tác giả sử dụng biện pháp gì thể hiện qua hình ảnh nào được chưa sau câu hỏi đó thì xuống dưới phần này để xác định được tác dụng của biện pháp tu từ này thì các em hãy tự đặt câu hỏi đó là tác giả sử dụng biện pháp này để làm gì nếu hình ảnh đó không có biện pháp này thì sẽ như thế nào được không nhá bởi vì sao bởi vì là tác giả của chúng ta các tác giả hoàn toàn có thể chỉ nêu đơn thuần về các cái sự vật sự việc đó thôi nhưng ở đây thì tác giả muốn sử dụng biện pháp tu từ ở trong phần đó để có những cái dụng ý nghệ thuật riêng đem đến những cái câu thơ nó ấn tượng hơn, nó đặc biệt hơn đối với chúng ta. Cho nên là các em hoàn toàn có thể đặt các câu hỏi rồi sau đó chúng ta sẽ viết đoạn văn hoặc viết bài văn dựa trên việc trả lời những câu hỏi đó. Hiểu ý chị chưa? Nhá, cứ lần lượt đặt ra câu hỏi. Thứ nhất, biện pháp tu từ này là gì? Nó được thể hiện qua từ ngữ và hình ảnh nào? Thứ hai, tác dụng của biện pháp tu từ ra sao? Sẽ trả lời thông qua những câu hỏi nhỏ đó là tác giả sử dụng biện pháp này để làm gì? Các hình ảnh nếu không sử dụng biện pháp này thì sẽ ra sao? Được không? Ok chưa? Thì các em sẽ dễ dàng hơn trong việc chúng ta nêu tác dụng của biện pháp tu từ. Và đừng quên nhá là hãy tự lập cho mình những cái bảng về biện pháp tu từ. Đây này như thế này này các bạn đã quen với biện pháp với cái bảng biện pháp tu từ này của chị rồi đúng không hãy tự lập cho mình những bảng biện pháp tu từ với tên này với định nghĩa của nó dấu hiệu tác dụng và hãy gạch chân hoặc là làm nổi bật những từ khóa về tác dụng của biện pháp tu từ để các em dễ nhớ hơn nhá được chưa ok chưa đây đầy đủ các biện pháp tu từ luôn và hãy đọc đi đọc lại nhiều lần vào để chúng ta nhớ được và có cả những cái ví dụ để cho các em dễ hiểu hơn được chưa? Ok chưa? Xong bước này nhá Coi như là bước 2 này là cái bước quan trọng nhất rồi đấy Xong bước này rồi thì các em sẽ bắt đầu đến bước 3 Bước 3 này thì không quan trọng vào bước 2 Nhưng nếu như bỏ quên thì sẽ khiến cho bài văn của chúng ta Đang ở mức rất là nông đang ở Mức rất là nông chỉ đơn giản là các em cứ liệt kê hết các biện pháp tu từ và biện pháp của nó ra thôi Mà chúng ta cần phải đánh giá về việc sử dụng các biện pháp tu tử đồng ý với chị không đánh giá về việc sử dụng các biện pháp tu tử à, có rất nhiều các biện pháp tu tử nhưng ở đây chị có liệt kê ra được là đây ở đây nhá cùng với chị luôn So sánh là một nhân hóa là 2, ẩn dụ là 3, hoán dụ là 4, điệp ngữ là 5 Nói quá là 6, nói giảm nói tránh là 7 ừ. Bên này là chơi chữ là 8 và liệt kê là 9 Các em bổ sung thêm cho chị câu hỏi tu từ nữa Có thể thêm cả câu hỏi tu từ nữa thì sẽ là 10 Con số vừa tròn luôn, ok không? nhá Đó là những biện pháp tu từ mà các em thường gặp Và các bạn hoàn toàn phải nắm được những kiến thức cơ bản về các biện pháp tu từ này Đồng ý với chị không? Ừm nhá thanh thảo nhá ok ok các bạn thấy chưa nhưng mà phải cùng học với chị xong phần này đã thấy chưa bước 3 này tại sao lại phải đánh giá về việc sử dụng các biện pháp tu từ nghĩa là các em cứ hiểu đơn giản đó là uh, Việc sử dụng các biện pháp tu từ trong một đoạn thơ như thế thì thể hiện tác giả có tài năng như thế nào? Hiểu với chị không? Ví dụ chị lại quay lại một ví dụ đi để cho các em hiểu được dễ nhất nhá Là đoạn thơ cuối ở trong bài thơ, bài thơ về tiểu đội xe không kính Không có kính rồi xe không có đèn, không có mui xe, thùng xe có xước Xe vẫn chạy vì miền Nam phía trước, chỉ cần trong xe có một trái tim À trong đoạn thơ này nhá, tác giả sử dụng có biện pháp à, điệp từ không này được chưa kết hợp với cả liệt kê hàng loạt những cái sự thiếu thốn về kính rồi là không có đèn rồi không có mui xe rồi thùng xe có xước được không rồi kết hợp với đó nữa là hình ảnh trái tim vừa là một hình ảnh hoán dụ vừa là một hình ảnh ẩn dụ thì cùng trong một đoạn thơ một đoạn thơ mà ngồn ngộn cái chất hiện thực của chiến trường nhưng ở đó lại có sự kết hợp rất khéo léo của các biện pháp tu từ khác nhau thì qua đó chúng ta thấy được cái chất lính ở trong giọng thơ của Phạm Tiến Duật, cái chất hào sảng, trẻ trung, vui tươi dù trong hoàn cảnh rất khó khăn, thiếu thốn và đầy nguy hiểm. Ok không, hiểu ý chị chưa? Có nghĩa là cái bước này là cái bước mà các em sau khi đã phân tích kỹ các cái biện pháp tu từ rồi thì các em sẽ đánh giá cho chị xem là việc sử dụng các biện pháp tu từ đó thì cho thấy được cái đặc sắc gì ở trong ngòi bút của tác giả hay chúng ta gọi là tự chung lại về đặc sắc nội dung và nghệ thuật của đoạn thơ mà chúng ta vừa mới phân tích các biện pháp tu từ hiểu chị không bởi vì thực chất nhá việc phân tích tác dụng của các biện pháp tu từ trong một đoạn thơ hay là trong một câu thơ thôi cũng chính là việc chúng ta chỉ ra đặc sắc nghệ thuật và nội dung của nó mà nghệ thuật chính là nằm ở những cái đặc sắc nghệ thuật của một đoạn thơ thì nó cũng nằm ở là việc tác giả sử dụng các biện pháp tu từ như thế nào biện pháp tu từ là một trong những cái khía cạnh rất là nổi bật của đặc sắc nghệ thuật của vẻ đẹp nghệ thuật một đoạn thơ còn nội dung chính là qua biện pháp tu từ đó thì thể hiện nội dung gì đấy các bạn hiểu với chị chưa nhá cho nên là chúng ta không thể thiếu được bước thứ ba đó là đánh giá về việc sử dụng các biện pháp tu từ của tác giả thì qua đó chúng ta thấy được là dụng ý của tác giả là gì hoặc là tài năng đi. Tài năng của tác giả cho các bạn dễ hiểu hơn nhé. Khi sử dụng kết hợp nhiều biện pháp tu từ như vậy. Đấy chưa? Ok chưa? Như vậy là đã qua được ba cái bước gọi là ba cái bước cơ bản nhất rồi. Còn đến bước thứ tư. <laughs> bước thứ tư này thì gọi là cái bước tất nhiên nhưng mà nó lại rất quan trọng, nó quyết định là các em thể hiện ra sao chính là chúng ta viết bài rồi gì nhở đọc lại bài và sửa những lỗi nếu có được không đọc lại cộng sửa lỗi nếu có cái bước này ấy nếu có cái bước này nó quan trọng ở chỗ là đây bên trên em xác định được là đoạn văn hay bài văn rồi thì bên dưới em phải tuân thủ theo cái mà em đã xác định được nhá chứ không phải bên trên là đã nhớ như in là phải viết đoạn văn rồi xong rồi cuối cùng đến lúc viết thì lại chấm xuống dòng ở giữa đoạn thế thì thôi coi như là chúng ta mất điểm về hình thức luôn và thậm chí nếu như đúng ra ấy thì các em làm sai hoàn toàn với cả yêu cầu của đề bài thì như vậy là chúng ta tất nhiên rồi sẽ bị mất điểm được không nhá và nếu có thời gian thì hãy cố gắng đọc lại đọc nhanh lại bài viết của mình ở đây chị đang hướng các bạn đến với dạng đề đó chính là chúng ta viết đoạn văn phân tích tác dụng của biện pháp tu từ Cho nên là một đoạn văn thì dung lượng nó sẽ ngắn thôi Các em hoàn toàn có thể đọc lại và sửa lại những cái lỗi cần thiết Được không? Thế bây giờ các em có muốn cùng thực hành luôn với chị không? Các bạn có muốn cùng thực hành với chị với tất cả những cái bước này chúng ta áp dụng vào một đề bài cụ thể đi Thì các em có muốn làm cùng với chị không? Các bạn có muốn làm cùng với chị không nào? Nào, các em có muốn làm cùng với chị không? Ok thì để lại ở dưới phần bình luận cho chị biết nhá. Còn nếu như mà cảm thấy tất cả những bước này thì các em đã hiểu rồi và các em sẽ có thể tự thực hành được thì chị sẽ chuyển đến một cái món quà nho nhỏ luôn đến với các bạn. Ừ. À thực hành luôn à. Rồi ok. Ừ. Rồi nhá. Rồi đây. Ừ, rồi bây giờ chị sẽ có một đề bài như thế này đi. Cùng thực hành với các bạn luôn nhá. Đề bài của chúng ta chị đang rất thích bài thơ bài thơ về tiểu đội xe không kính nên là chị sẽ chọn luôn cái đề bài liên quan đến khổ thơ cuối của bài thơ này nhá đầu tiên đó chính là uh, trong thi phẩm chị viết tắt nhá tên bài thơ dài thật sự đấy bài thơ về tiểu đội xe không kính nhà thơ Phạm Tiến Duật đã viết Đấy chưa? Ở đây chúng ta có khổ cuối nhá Không có kính Rồi xe Không có đèn Chấm 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 cho đến câu là chỉ cần trong xe có một trái tim ok chưa ừ nhá và yêu cầu của chúng ta đó chính là anh chị hoặc là em <laughs> hãy viết một đoạn văn nhớ nhá đoạn văn khoảng 10 đến 12 câu. Được chưa? Chỉ ra và nêu tác dụng của biện pháp tu từ trong đoạn thơ trên. Đồng ý với chị không? Thật ra thì um, Thật ra thì các bạn sẽ không phải là gặp Chính đúng chính xác cái dạng đề như thế này đâu Mà thường thì các em sẽ gặp cái dạng đề về đọc hiểu hơn Nghĩa là vẫn lấy cái câu lệnh như thế này Được chưa? Trích thơ ra xong Thì chúng ta sẽ có hàng loạt những câu hỏi xoay quanh đoạn thơ này Nhưng trong đó sẽ có Rất có thể sẽ có một câu hỏi về biện pháp tu tử Và ở đây thì chị chọn ra ừ. Và ở đây thì chị chọn ra cái câu hỏi về biện pháp tu tử để hướng dẫn các bạn nhé <laughs> Ô chưa học sao Chị thấy có rất nhiều đề thi giữa kỳ của các trường liên quan đến bài này đấy Được không? Thôi thì thực hành cùng với chị để hiểu được các bước lý thuyết chị vừa nêu nhá Đầu tiên là chúng ta đọc kỹ đề Và xác định được yêu cầu của đề ở đây là chúng ta phải viết một đoạn văn Đúng không? Một đoạn văn và dung lượng là khoảng 10 đến 12 câu À chúng ta xác định được luôn là khi mà chúng ta viết một câu để mở đoạn và một câu kết đoạn là đã còn 10 câu rồi Thì còn 10 câu để chỉ ra và phân tích biện pháp tu từ thôi Đấy xác định trước luôn như thế nhá Đấy chưa? Ok chưa? Xong về bước 1 này À trong bước 1 thì chúng ta xác định được luôn là nội dung chính của đoạn thơ này chúng ta sẽ biết được là đây là đoạn thơ cuối ở trong bài thơ bài thơ về tiểu đội xe không kính các em sẽ nếu các em học rồi thì các em mới thi vào bài này thôi được không nhá cho nên yên tâm về phần đấy thì chúng ta xác định được đây là đoạn thơ cuối ở trong bài thơ bài thơ về tiểu đội xe không kính nó kết tinh toàn bộ cái gì nhở kết tinh toàn bộ cái sự khó khăn thiếu thốn về vật chất về cái uh, gọi là phương tiện vận tải quân sự của binh đoàn vận tải tuy nhiên nó cũng làm toát lên được cái tinh thần uh, lạc quan, yêu đời Cái tinh thần quyết tâm chiến đấu vì miền Nam phía trước của những người lính lái xe Trường Sơn Đó là nội dung chính của đoạn thơ này Đúng không? Ok chưa? Xong bước 1 nhá Chúng ta sang bước 2 là chúng ta gọi tên được và xác định nội dung Xác định được tác dụng của các biện pháp tu từ Thì ở đây ở đây chị sẽ ghi cái bước 2 ra đây nhá Bước 2 của chúng ta Đầu tiên là xác định nhá Nào xác định biện pháp tu từ cùng với chị Chết rồi ở đây chị lại không Không dại quá không trích hết thơ ra để gạch chân cho các em thấy được nhưng chúng ta sẽ thấy nhá không có kính rồi xe không có đèn không có mui xe thùng xe có xước thì chúng ta đầu tiên chúng ta thấy được biện pháp tu từ đầu tiên chính là biện pháp điệp từ đúng không điệp từ không có đấy thể hiện qua việc lặp đi lặp lại ba lần từ này được chưa? Điệp từ không có này còn kết hợp với cả biện pháp liệt kê liệt kê ở đây là liệt kê những cái bộ phận ở trên xe là những cái bộ phận gọi là thiết yếu đấy là những cái bộ phận mà đã bị chiến tranh tàn phá để nó trở nên không còn lành lặn nữa đó là liệt kê những cái bộ phận ở trên xe không còn lành lặn ở trên xe đúng không và các em cũng phải hiểu luôn, đó chính là chúng ta sẽ không phải là cứ dành rõ từng cái biện pháp tu từ, biện pháp này tác dụng là gì rồi biện pháp này tác dụng là gì ở đây hoàn toàn chúng ta có thể kết hợp bởi vì thường nhá, sau mỗi điệp từ thì sẽ là liệt kê ra những cái hình ảnh khác nhau nhưng mà nó thuộc cùng một cái trường từ vựng hoặc là nó thuộc cùng một cái chủ đề đấy, cho nên là thường biện pháp tu từ ở điệp điệp từ, điệp ngữ thì thường nó sẽ kết hợp với cả biện pháp liệt kê nên là các em hoàn toàn có thể nêu bằng cái việc kết hợp như thế này nhá. Nhớ chưa? Sau đó này chúng ta có một biện pháp tiếp theo đó chính là hình ảnh đây. Xe vẫn chạy vì miền Nam phía trước chỉ cần trong xe có một trái tim. Đúng không? Thì hình ảnh trái tim này nó vừa là hình ảnh ẩn dụ. Trái tim, đúng không? Ẩn dụ trái tim thì ẩn dụ cho điều gì nhỉ? À, trái tim ở đây còn là cái sự ẩn dụ cho cái gì nào? Các bạn chị đã dạy ở trong cái nhóm học free của chúng ta rồi thì ở đây trái tim còn là hình ảnh ẩn dụ cho gì nhỉ nào nào trái tim này ẩn dụ cho gì nhỉ ngoài ẩn dụ thì trái tim cũng chính là hoán dụ nữa các bạn chỉ ra giúp chị nào ừ rồi ẩn dụ thì ẩn dụ trái tim là ẩn dụ cho điều gì nhỉ ẩn dụ là dựa trên cái sự tương đồng đúng không vậy thì trái tim ở đây có đặc điểm gì tương đồng với cả đặc điểm của những người lính nào trái tim thì chúng ta thấy nhá thứ nhất là nó luôn rực trái này trái tim là đại diện cho sự sống này đúng không đúng không nào cho nên là nó sẽ tương đồng với cả cái tinh thần gì nhỉ uhm. <laughs> nào chị đang gợi ý cho các bạn và chúng ta cũng có thể áp dụng cái cách đó khi mà chúng ta xác định về biện pháp ẩn dụ nghĩa là khi mà ẩn dụ là dựa trên sự tương đồng vậy thì chúng ta phải thấy được là cái khía cạnh nào của hình ảnh hiện lên trong câu thơ này nó giống với cả khía cạnh mà sự vật được ẩn đi đấy đấy chưa đúng hoán dụ thì chỉ người lính chính xác đây là cái dạng hoán dụ lấy bộ phận để chỉ toàn thể đấy đúng không là chỉ người lính nhưng mà ẩn dụ thì ẩn dụ cho điều gì ta à đúng rồi ở đây có một bạn bình luận này chính xác ở đây có ẩn dụ trái tim là ẩn dụ cho tinh thần yêu nước cho cái lẽ sống cao đẹp cho khát khao hướng về miền nam phía trước đúng không tình yêu nước quyết tâm vì miền nam ruột thịt Đấy chưa? Ok chưa? Đó là chúng ta xác định được bước đầu nhá Sau đó chúng ta bắt đầu nêu tác dụng này Đây rồi, ở đây sẽ có nhiều bạn thắc mắc là Thế bây giờ chẳng lẽ em cứ nêu hết ra Xong rồi em lại nêu lại là biện pháp này có tác dụng là gì Không phải như vậy nhá Chị chia tách ra thành những bước như vậy Để các em biết được là chúng ta phải làm những gì hình dung được tất cả những công việc chúng ta phải làm Nhưng khi mà chúng ta trình bày vào bài ấy Là các em hãy viết luôn là biện pháp điệp từ thể hiện qua từ nào Hay là liệt kê thì liệt kê những hình ảnh nào Và qua đó thì tác dụng của nó ra sao luôn được chưa? Nêu về biện pháp xong rồi nêu tác dụng luôn Rồi đến biện pháp khác và tác dụng của biện pháp khác luôn Chứ không phải là chúng ta liệt kê hàng loạt các biện pháp đấy ra xong Thể hiện kỹ xong rồi, xong rồi lại nêu lại xem là biện pháp đó có tác dụng gì Ý chị không phải như vậy nhá Đấy cho nên là mới rất cần rất cần cái phần thực hành này để các bạn hình dung được. Ở đây chúng ta sẽ thấy thứ nhất, điệp từ kết hợp cùng với biện pháp liệt kê đi thì từ khóa của điều này chính là nhấn mạnh. Đúng không? Nhấn mạnh. Nhưng mà ở đây là nhấn mạnh điều gì nhỉ? Nhấn mạnh cái sự thiếu thốn, khó khăn đúng không sự thiếu thốn khó khăn và ở đấy còn lại sự ác liệt của chiến tranh nữa thể hiện qua những chiếc xe không kính không còn lành lặn nữa nhưng vẫn băng băng tiến ra chiến trường và hòa chung với cái nhịp điệu những cái nhịp lắc của những dòng xe tiến ra chiến trường đó thì người chiến sĩ lái xe có thể không cần có kính này, không cần có đèn, không cần có một mui xe hoặc là cũng không cần có thùng xe lành lặn mà họ chỉ cần sáng lên ở trong buồng lái chính là một trái tim, một trái tim đó thì đây chính là hình ảnh ẩn dụ cho tinh thần yêu nước, cái sự quyết tâm chiến đấu vì miền Nam ruột thịt phía trước. Ok chưa? Biện pháp ẩn dụ này có tác dụng đúng không? Có tác dụng làm đem đến cái tính hàm xúc cho câu thơ, gọi hình gọi cảm cho câu thơ. Nhưng đúng không? Nhưng uh, sâu sắc thay hình ảnh trái tim này còn là hình ảnh hoán dụ đại diện cho những người lính lái xe trường sơn đang trực tiếp cầm tay lái điều khiển những đoàn xe để vận tải quân sự băng băng ra chiến trường. Chị lấy ví dụ như vậy để các em hiểu được nhá. Ok chưa? Hiểu được ý chị chưa? Được chưa? Xong cái bước này xong rồi này Là chúng ta đến bước gì nhỉ? Nào, lại cùng với chị luôn Xong cái bước về nêu tác dụng là bước chính rồi đấy À, bắt đầu đến với đánh giá Đánh giá về việc sử dụng các biện pháp tu từ Thì như vậy, như lúc nãy chị đã nói rồi Đó chính là việc tác giả Phạm Tiến Duật Sử dụng kết hợp rất khéo léo Các biện pháp tu từ Ở trong một đoạn thơ chỉ có bốn câu thơ thôi Đúng không? Thì qua đó chúng ta thấy được cái sự trẻ trung cái tinh thần lạc quan của chính tác giả và còn của tất cả những người lính lái xe ở trong cái thời kỳ chiến tranh chống mỹ nói chung nhưng ở đó chúng ta cũng thấy được là phải trực tiếp tham gia chiến trường phải trực tiếp cảm nhận phải trực tiếp chứng kiến trải qua những khó khăn đó và trực tiếp có trong mình cái tinh thần chiến đấu vì miền nam như vậy thì tác giả phạm tiến duật mới đem đến cho chúng ta những câu thơ với những biện pháp tu từ rất uh, gần gũi đúng không những biện pháp tu từ rất gần gũi sinh động nhưng vô cùng hàm xúc như vậy đấy như vậy là chúng ta đã đánh giá được xong về tài năng của tác giả khi sử dụng kết hợp nhiều biện pháp tu từ và cuối cùng thì các em kết đoạn thôi được không ok chưa hình dung với chị không bởi vì thời gian không cho phép cho nên là chị không viết ra đây từng câu từng chữ cho các bạn được nhưng mà các em có thể viết một cái mở đoạn như thế này mở đoạn chúng ta viết trực tiếp luôn đây em có thể vận dụng luôn cái câu lệnh ở đề bài đó chính là Trong thi phẩm bài thơ bài thơ về tiểu đội xe không kính Nhà thơ Phạm Tiến Duật đã viết những dòng thơ cuối cùng đã viết những dòng thơ cuối cùng của bài thơ và đem đến cho chúng ta những trang thơ có sự kết hợp nhiều biện pháp tu từ đúng không ở đó là gì nhỉ ở đó là biện pháp điệp từ không có kết hợp với biện pháp liệt kê những bộ phận không còn lành lặn trên xe đó là kính rồi đèn rồi gì nhỉ? thùng xe rồi mui xe à không có mui xe thùng xe có xước đúng không? Ok chưa? Cho thấy hoặc là biện pháp đó giúp nhấn mạnh hoặc là làm hiện lên cái hiện thực ở chiến trường khó khăn, thiếu thốn và cả sự ác liệt, sự khốc liệt của chiến tranh rồi là gì nhở chưa dừng lại ở đó thì hình ảnh gây ấn tượng nhất hoặc là xúc động nhất đối với bạn đọc trong bài thơ này chính là hình ảnh chỉ cần trong xe có một trái tim đối lập với tất cả những gì không có phía trước thì những gì quan trọng nhất của những người lính lái xe chính là một trái tim một trái tim ấy là hình ảnh hoán dụ cho hình tượng người lính là những người trực tiếp cầm tay lái điều khiển những chiếc xe dù thiếu thốn những chiếc xe dù không còn lành lặn nhưng vẫn băng băng tiến ra chiến trường nhưng trái tim ấy còn là hình ảnh ẩn dụ cho tình yêu nước cho quyết tâm chiến đấu vì miền nam ruột thịt qua đó chúng ta cảm nhận được Đúng không? Qua đó chúng ta cảm nhận được tâm huyết Tâm huyết này, cái chất hiện thực ngồn ngộn Trong giọng thơ của Phạm Tiến Duật Nhà thơ phải trực tiếp tham gia chiến trường Trực tiếp cảm nhận để rồi Viết nên những trang thơ vừa sinh động Vừa gần gũi, vừa chân thực Lại vừa trẻ trung, sôi nổi đến như vậy Ok chưa? Và chúng ta kết đoạn bằng một, một câu đó chính là Bằng việc kết hợp sử dụng các biện pháp tu từ như điệp ngữ này, điệp từ này, liệt kê này, ẩn dụ và hoán dụ tác giả Phạm Tiến Duật đã đem đến một đoạn thơ à đúng không? Đem đến một đoạn thơ làm hoàn thiện hơn chân dung của những người lính lái xe trong hoàn cảnh chiến tranh chống Mỹ ác liệt và đầy khó khăn. Ok chưa? Nhá. Được không? Ừ, tài liệu của chúng ta chính là một cái tài liệu bản gút bao gồm các biện pháp tu từ, kiến thức về các biện pháp tu từ và những bước làm cụ thể hơn ở đây, đúng không? Như chị vừa mới chia sẻ với các bước làm với các em thì trong tài liệu này sẽ là những bước làm cụ thể hơn để cho các bạn hình dung được cụ thể cả về cách chúng ta trình bày đoạn văn hoặc bài văn nữa. Được không? Ok chưa? Nhá. Và ở đây <laughs> để chiên các bạn gọi là một phần quà nho nhỏ chiên các bạn thì chị có chuẩn bị một bài thơ gọi là bài ca tu từ. Nó có những cái câu từ nó nó rất là ngộ nghĩnh thôi, nhưng mà chị mong rằng bài thơ này sẽ giúp cho các bạn hiểu hơn về các biện pháp tu từ, dễ nhớ hơn về cách nhận diện và tác dụng của nó. Được không? Gọi là coi như một phần quà để kết thúc phần phát trực tiếp ngày hôm nay. Rất là cảm ơn các bạn đã tương tác rất là nhiệt tình cùng với chị. Đây chị có một bài thơ như thế này. Chị tạm đặt tên cho nó là bài ca tu từ này là biện pháp tu từ nằm lòng các phép thực hành nhớ lâu chức năng biểu hiện đừng quên lần lượt các bước thế là điểm cao so sánh nằm ở từ như bằng hay hơn kém đều để gợi ra sự vật sự việc quanh ta không hề trừu tượng mà cụ thể thấy ngay gì nữa ạ à? nhân hóa ví vật như người sống động gần gũi như là tình thân ẩn dụ hoán dụ rất gần cùng hàm xúc đấy nhưng mà khác nhau ẩn dụ từ sự giống nhau dùng như khôi phục a b biết liền hoán dụ thì khác đó nha a gần b đó không hề giống nhau điệp ngữ nhấn mạnh thật mau từ ngữ lặp lại mà không chán gì nói quá phóng đại tức thì chức à, vừa tăng gợi cảm vừa tăng gợi hình vẫn còn biện pháp chớ quên nói giảm nói tránh đỡ gây đau buồn lịch sự trong từng câu thơ chơi chữ thì khác tiếng cười sâu cay Liệt kê hàng loạt thật hay Vừa làm phong phú Vừa dễ dàng nhận ra Biện pháp tu từ quanh ta Nằm lòng các phép thực hành chớ quên Ok không? <laughs> Ở đây nhá Ở đây Chị đã ghi đỏ Chị đã dùng bút đỏ để nhấn mạnh Được không? Ừ, chị đã dùng bút đỏ để chúng để làm nổi bật các tên các biện pháp và các dấu hiệu kết hợp cùng với đó chính là tác dụng của nó cho nên là các em hoàn toàn có thể dùng phần này để chúng ta ghi nhớ từ khóa về tác dụng của các biện pháp tu từ nhưng cũng đừng quên là phải thực hành thật là nhiều trong quá trình học ở trên lớp và khi phân tích các cái văn bản mà chúng ta được học ấy thì hãy áp dụng những bước mà chị vừa chia sẻ nhá. Được không? Ok không? Đó. Gọi là ngẫu hứng để để giúp cho các bạn phần nào giảm bớt những cái khó khăn, phần nào giảm bớt những cái e ngại và lo sợ khi mà chúng ta đối diện với các bài về biện pháp tu từ nhá được không <laughs> đó cho nên là ừ chị cũng chỉ mong là các em thấy nó dễ hiểu thôi chứ chị chỉ sợ là là đọc lên cho các bạn xong rồi các bạn lại không hiểu gì thì <laughs> ừ chị vừa sáng tác trong vòng trong vòng 30 phút ba mươi bốn phút nghĩa là 9 giờ hẹn phát trực tiếp cùng với các bạn thì 8 giờ chị vẫn đang băn khoăn không biết phải làm thế nào để cho các em nhớ được về các biện pháp tu từ lập bảng cũng đã lập rồi nhưng mà có lẽ là những cái bảng đó thì các bạn phải tự lập cơ phải tự làm cơ thì các em mới nhớ được thế là chị ngồi bắt đầu nghĩ và đọc lại các biện pháp tu từ và tác dụng của nó ấy thấy nó cũng vần ghê <laughs> thấy nó cũng vần ghê ấy thế là thành một bài thơ nho nhỏ cho các bạn học dễ hơn mong là sẽ áp dụng được với cách học của các em nhá được không <laughs> nhưng mà nó không được bần lắm đâu nên là chị cũng ngại thật sự luôn đó cho nên là nếu mà các bạn ủng hộ thì chị sẽ cố gắng xuất bản thành thơ nhiều những cái kiến thức để chúng ta dễ học hơn này được không để chúng ta nhìn vào môn văn với những cái nhìn nó thú vị hơn nó đáng yêu hơn chứ thật ra văn nó không có gì quá là to tát để cho khiến cho các em quá đau đầu đâu nhá được không ok chưa à ừ tất nhiên rồi chị sẽ uh, gọi là làm nào nhỏ thiết kế lại đi làm thế nào cho cái phần bài này cho cái bài ca tu từ này nó sinh động hơn phân biệt từng biện pháp với từng màu khác nhau luôn để cho để đăng lên cho các bạn để các bạn uh, có thể chia sẻ về này để cho các bạn lưu về để tự học nhá đúng không? Ở đây thì so sánh rồi nhân hóa rồi các biện pháp thì chị vẫn ghi là bút đỏ cho nên là có thể là vẫn còn khó nhìn <laughs> chị sợ là những cái phần này nó giống nhau là đều nó có đều là bút đỏ ấy thế nên là nó hơi khó nhìn cho nên là chị sẽ thiết kế lại với từng biện pháp với từng cái màu khác nhau đi <laughs> cho nên là 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 như vậy thì sẽ giúp cho các bạn dễ học hơn được không ừ Ôi mừng thật sự luôn ấy Bởi vì cuối phần phát trực tiếp rồi Mà vẫn còn các bạn tương tác Mà kiểu như là gọi là đón nhận Đón, đón nhận bài thơ Làm trong tức tốc của chị Được không? Nhá yeah. Nhưng mà dù gì ấy Thì mục đích của phần phát trực tiếp này Ngày hôm nay chị vẫn mong là các em hiểu được Các bước làm với dạng bài Xác định và nêu tác dụng Của biện pháp tu từ Thì các em có hiểu bài không? Các bạn có hiểu bài không nào? chúng ta có bốn bước cơ bản này được không chúng ta có bốn bước cơ bản nhá thì các em có hiểu bài không ừ. ừ rồi ok chị sẽ đăng mà nhá chị sẽ đăng chị sẽ thiết kế lại và đăng lên luôn cho các bạn ok chưa các em hiểu đúng không nào hiểu bài đúng không <laughs> Ở đây chị có rất là nhiều bút màu đây Chị sẽ thiết kế lại ngay rồi đăng lên cho các bạn luôn Nhá thế chưa nị Gọi là không thật sự lúc đấy là chị vừa đọc cái bảng này này Đây chị vừa đọc cái bảng này Vừa thấy có vần 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 Thế hay là làm một bài thơ nhỏ đi Gọi là tặng các bạn để cho các bạn dễ học và dễ nhớ hơn về các biện pháp tu từ Nhá, nhớ nhất là chị chia sẻ xong là phải học đấy Ok 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 Giúp em ôn nhiều hơn Thứ năm tuần sau em thi văn ừ. Nhá, thấy chưa Thì bạn nào mà muốn học chi tiết hơn Thì các em phải lập bảng ra như này giúp chị Không có gì mà chúng ta dễ hệ thống kiến thức Bằng việc lập bảng đâu Cho nên các em lập bảng ra Để ghi nhớ được và tự ghi nhá Tự sưu tầm, tự ghi những cái ví dụ Đặc biệt là trong phần ví dụ này này tự chỉ ra luôn có thể nhẩm thầm trong đầu thôi là biện pháp tu từ này thể hiện qua từ nào tác dụng của nó ra sao ok nhá nhưng mà các bạn phải phải tích cực nhắn tin về cho fanpage hoặc là làm thế nào đấy để chị biết được những cái thắc mắc của các em chứ thật sự là những cái chủ đề để chị phát trực tiếp là nhiều lúc chị chị cũng muốn phát lắm nhưng mà chị không biết phát về cái gì bởi vì cái gì cũng đã nói rồi chỉ sợ là thừa với các bạn thôi đấy chỉ sợ là thừa với các em thôi nhá ừ rồi, ok, ok chưa? thì ngày hôm nay thật sự rất là cảm ơn các bạn khi mà cái tinh thần học tập của chúng ta đang ngày một lên cao, các em tương tương tác rất là tích cực này, rồi trả lời những câu hỏi chị đặt ra và mừng nhất là các em nghiêm túc với việc học của mình. chúng ta đang ngày một có ít thời gian hơn để đối diện với cái kỳ thi quan trọng, cho nên chị mong rằng là các em sẽ học tập một cách nghiêm túc. Và cũng đừng quên là hãy biến những cái phần kiến thức khô khan thành kiến thức của chính mình bằng các cái cách học đa dạng khác nhau nhé. Ok chưa? Và chị sẽ luôn đồng hành cùng với các bạn trong quá trình mà các em chinh phục môn văn, chinh phục từng phần kiến thức nhỏ. Và đến bây giờ thì chị sẽ nói lời tạm biệt cùng với các bạn và hẹn gặp lại các em. <laughs> ừ. và hẹn gặp lại các em trong những phần phát trực tiếp tiếp theo với những nội dung mà các em thắc mắc cho nên là đừng ngại ngần chia sẻ với chị những phần mà các em vẫn còn đang thắc mắc để chúng ta có được những bài thi với điểm số cao nhất nhé ok không rồi rồi ừ. phần sau sẽ là cảm nhận về các nhân vật nhá dạng bài làm bài cảm nhận về các nhân vật hoặc là dạng bài cảm nhận vẻ đẹp của các đoạn thơ đúng không các em chủ yếu là uh, học về đoạn thơ và nhân vật trong chương trình văn học trung đại đúng không thì buổi sau chị sẽ thu xếp để livestream phần đó ok ừ rất là cảm ơn các em và tạm biệt các em nhá bây giờ chị sẽ đi thiết kế lại và đăng lại cái bài thơ cho chúng mình ok chưa rồi rất là cảm ơn các em bye bye